Trong phẩm phương tiện Kinh Pháp Hoa nói Đối với chư vị Bồ Tát Chánh trực xả bỏ Pháp phương tiện Để nói đạo vô thượng Đạo vô thượng là đạo nhất thường Nói với ai? Nói với chư vị Bồ Tát Không phải nói với người khác Nói với người khác họ không hiểu Nói với người khác điều gì Nói Pháp phương tiện Pháp phương tiện là gì Là nhị thừa tam thừa Kinh Pháp Hoa nói rất hay Duy chỉ có Pháp nhất thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật phương tiện nói Chúng ta biết rằng phật nói nhị thừa là đại thừa tiểu thừa đức phật nói tam thừa thanh gian thừa duyên giác thừa bồ tát thừa ba thừa này là đức phật nói pháp phương tiện nói với bồ tát ngài nói pháp nhất thừa không nên coi thường hàng phàm phu hạ hạ căng Vì Đức Phật đối với hàng phàm phu hạ hạ căn Cũng luôn dùng pháp nhất thừa Không dùng tam thừa ngũ thừa Vì sao? Vì hạng hạ hạ, hạ căn này có thể tin Không hoài nghi Và chịu hành trì Bởi thì hạ hạ căn có thể thành thượng thượng đạo Đạo lý là ở chỗ này họ khiêm tốn không ngạo mạn nghe lời vậy họ niệm phật a di đà cái gì cũng không biết chỉ biết niệm một câu a di đà phật này niệm được mấy năm quả thật dạng rằng đoàn tưởng hy hữu họ đã thành phật từ đó cho thì căn tánh nào dễ độ nhất Hàng thượng thượng căn và hàng hạ hạ căn Hai hạ người này dễ độ Đều rất dễ dàng thành tựu Phiền phức nhất là ở giữa Không thượng không hạ Vì họ ý kiến quá nhiều Tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều Phật Bồ Tát từ bi Đức Như Lai thị hiện cho chúng ta thấy Ngài Giảng Kinh Thuyết Pháp suốt 49 năm Vì ai chính là vì hạng trung căn này Thượng không thượng hạ không hạ Vì họ mà nói Pháp phương tiện Hàng thượng thượng căng Chỉ mấy câu là định thế giới cực lạ Còn hàng hạ hạ căng Vậy họ chấp trì danh hiệu Năm ba năm cũng giảng sanh